với dưới 7 triệu thì chúng ta sẽ được gì từ con máy lọc không khí này? Ok, chào mọi người này, hôm nay Điện Máy Anza tiếp tục lên video nhé. Video này mình sẽ nói về con máy lọc không khí Daikin MCK70X hàng đấu giá lướt nội địa Nhật, và với cái mức giá mà dưới 7 triệu thì so với các cái mình sẽ không so sánh với bất cứ con máy nào với cái mức giá này ở thị trường Việt Nam mình, mà mình sẽ nói lên những ưu điểm mà chắc chắn là những cái thì cái con này là cái con mà nó có mà những cái con khác không thể có với mức giá dưới 7 triệu mọi người nhé. Ok, thì mình sẽ đi từng luận điểm một này, mọi người sẽ cùng theo dõi nhé. Đầu tiên, con máy lọc không khí này là hàng lướt đấu giá mới tầm khoảng 90 hơn 90%, hàng rất rất mới luôn mọi người nhé. Với một con máy đập hộp với một con máy như này, nếu đập hộp đến thị trường Nhật mà nếu mà ship về Việt Nam thì các bác sẽ phải mất tầm độ khoảng chục triệu mới sử dụng được. Bỏ qua ACK nhé, bên em chỉ bán MCK nhé. ACK gia công thị trường Việt Nam không nói, bỏ qua nói chuyện. Nói chuyện đây chỉ nói chuyện MCK. MCK mọi người nhé. Bây giờ MCK thì bây giờ thị trường Việt Nam mình nó phải bán tầm độ khoảng 10 triệu đến hơn 10 triệu một chút. Thì cái đến nếu đập hộp đấy, còn ACK thì mình bỏ qua vì ACK bị gia công quá nhiều. Mình sẽ không nói về ACK trong cái câu chuyện máy lọc không khí này. Ok chưa? Con này là con đấu giá hàng lướt mới tầm khoảng hơn 90%, và nếu như các bác mua hàng đập hộp mới thì cũng bác chỉ dùng khoảng một tuần thôi, còn hơn một tuần thì nó sẽ như thế này. Vì cái thị trường Việt Nam mình nó rất là bẩn và bụi, đúng không ạ? Ok. Cái thứ hai, sở hữu một bộ diệt khuẩn vô cùng hoàn hảo. Một con máy lọc không khí Daikin này thì sẽ có một hệ thống xử lý diệt khuẩn kép mọi người nhé, là một bộ hệ thống trimmer ở đây và một hệ thống ion ở đây mọi người nhé, kết hợp hệ thống màng lọc nữa. Thì hiện tại bây giờ trên thị trường nếu mà nói về diệt khuẩn, công nghệ diệt khuẩn kép thì Daikin đang là thằng diệt khuẩn tốt nhất mọi người nhé. Đấy là một hệ thống diệt khuẩn trimmer và một hệ thống diệt khuẩn ion. Ion này là bộ ion phát 25.000 mọi người nhé, chứ không phải là dòng 7.000 như cái thùng sáp bình thường. Cái thứ ba các bác này, con này sở hữu một hệ thống màng lọc độc nhất và gần như bây giờ trên thị trường Việt Nam mình chưa xuất hiện mọi người nhé. Con này thì đây là cái màng trước mắt các bác, đây là cái màng tafu này. Cái màng tafu này thì nó sẽ có hai cái giá trị. Vì sau này những cái con Daikin này thì nó bỏ cái cột này thì nó không còn là màng HEPA bình thường nữa, mà nó sẽ là màng tafu mọi người nhé. Cái màng tafu này thì kết hợp giữa vải này và sợi thủy tinh để nó, một là nó lọc bụi tốt hơn, cái thứ hai là nó tích hợp điện vào đây. Điện cái màng tafu này thì sẽ khi mà lắp vào con máy này kết hợp vào đây thì cùng với bộ trimmer này nó sẽ phát ra một nguồn điện là 8.000V, giúp cho cái việc là diệt khuẩn và lọc bụi rất là tốt luôn mọi người nhé. Và con màng này thì chống nước tốt hơn rất nhiều, nên là nó bền hơn rất nhiều so với các cái màng HEPA bình thường, các máy lọc không khí bình thường hiện tại bây giờ trên thị trường Việt Nam mình. Đấy, thì đấy là ba cái ưu điểm mà mình theo mình là nó đánh bật luôn những các cái loại máy khác với cái mức giá ở dưới 7 triệu mọi người nhé. Ok.